Theo báo cáo tổng kết Phật sự năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai có 121 cơ sở tự viện, 495 tăng ni đang sinh hoạt. Trong năm qua, công tác từ thiện được Phật giáo tỉnh phát huy rộng rãi, hỗ trợ đồng bào khó khăn với tổng số tiền hơn 22,5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2024, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khuyến khích thành lập nhiều điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, đối thoại với cơ quan địa phương về các thủ tục đất đai tôn giáo và xây dựng các hạng mục sinh hoạt tôn giáo, mở lớp giáo lý cho cư sĩ Phật tử, đặc biệt hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Công tác Phật sự năm 2024 sẽ thực hiện các cái chỉ đạo của Hội đồng Trung ương cũng như các cái văn bản của các cấp chính quyền tại địa phương. Và đặc biệt nữa, trường trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai sẽ chiêu sinh, tăng ni sinh và khóa 5 của trường trung cấp Phật học và phương hướng sẽ chiêu sinh để tổ chức cái đại giới đàn.